chào mừng đại lễ 30 tháng 4 và khánh thành cầu Cần Thơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc, chủ đầu tư khu dân cư lô 13A, đô thị mới Nam Cần Thơ, đưa ra chương trình bán nhà giá giảm cực sốc. Các diện tích nhà đa dạng và vị trí lộ giới linh hoạt, Thiên Lộc đáp ứng nhu cầu an cư của quý khách hàng để những kiểu nhà đẹp, hiện đại và bền vững. Ngoài ra, công ty còn bán nền để khách hàng xây dựng nhà liên kế, biệt thự, khu thương mại dịch vụ đa năng. Thiên Lộc, nâng giá trị cuộc sống.